nữ Việt Nam đã để thua chung cuộc 3-4 trước Myanmar trong trận tranh hạng 3, qua đó chấp nhận hạng 4 chung cuộc giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Trước đó, khi kết thúc hiệp 1, cú đúp của Huỳnh Như đã giúp tuyển nữ Việt Nam có lợi thế với tỷ số 2-1. Nhưng bước vào hiệp 2, hai pha lập công của San Tho Tho và cú dứt điểm của Lin Min Mo đã khiến nữ Việt Nam gặp khó. Hải Yến là người ghi bàn ở phút 81, thế nhưng trận đó vẫn không đủ để giúp tuyển nữ Việt Nam kéo đối thủ vào loạt luân lưu. Thất bại 3-4 chung cuộc sau khi không thể bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, thầy trò Mai Đức Chung cũng không thể hoàn thành mục tiêu là giành tấm huy chương đồng. Thomas Tuchel không hài lòng khi N'Golo Kanté và Ruben Loftus-Cheek bỏ lỡ chuyến dự đấu hè vì từ chối tiêm phòng Covid-19. Chúng tôi không ép buộc các cầu thủ của mình tiêm vaccine. Kanté và Loftus-Cheek đều quyết định không tiêm nên họ không thể nào nhập cảnh vào Mỹ. Nhưng họ biết về hậu quả của việc này. Tôi không hài lòng về việc tôi không có đủ đội hình mạnh nhất ở đây. Không có Kanté và Loftus-Cheek, nhưng Thomas Tuchel đã đón hai tân binh là Raheem Sterling và Kalidou Koulibaly. Chuyến dự đấu này rất hữu ích cho cả hai vì họ cần thời gian để làm quen với đội bóng mới. Thủ môn Dean Henderson gặp chấn thương trong trận giao hữu giữa Nottingham Forest và Barnsley. Việc anh rời sân sớm khiến người hâm mộ đội bóng này cảm thấy lo lắng. Theo The Athletic, thủ thành 25 tuổi dính chấn thương háng nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Quyết định của huấn luyện viên Cooper chỉ là một biện pháp phòng ngừa. Theo truyền thông Anh, Nottingham Forest sẽ trả tất cả tiền lương cho Dean Henderson trong thời gian hiệu lực của hợp đồng cho mượn, không kèm điều khoản mua đứt. Chưa hết, Henderson cũng sẽ không thể bắt đầu với Man United trong thời gian cho mượn khi hai câu lạc bộ này gặp nhau ở Premier League hoặc bất kỳ giải đấu nào khác. RC1 tiết lộ Barcelona có quyền tự ý chấm dứt hợp đồng với Lewandowski sau 2 năm nếu cầu thủ này không đáp ứng được yêu cầu từ câu lạc bộ. Nếu Barca lựa chọn chấm dứt hợp đồng với Lewandowski vào mùa thứ 2 trong hợp đồng, tiền đạo người Ba Lan sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường. Nếu anh ở lại Camp Nou đến mùa giải thứ 3, mức lương của Lewandowski cũng sẽ giảm đáng kể. Mọi thứ cũng tương tự ở mùa giải thứ 4. Lewandowski dự kiến sẽ ký hợp đồng 3 năm với đội chủ sân Camp Nou, kèm điều khoản gia hạn 1 năm và ảnh hưởng mức lương 9 triệu euro một mùa, chưa tính các khoản thưởng. Marca tiết lộ Real Madrid chỉ đồng ý bán 50% quyền sở hữu Kubo cho Real Sociedad. Real và Sociedad đang giải quyết những khúc mắc cuối cùng liên quan đến tiền vệ người Nhật Bản. Cầu thủ 21 tuổi đồng ý chuyển đến câu lạc bộ xứ Bắc theo bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2027. Tuy nhiên, Real Madrid không muốn bán đứt hoàn toàn. Chủ tịch Florentino Perez chỉ muốn bán 50% quyền sở hữu Kubo. Vì vậy, Sociedad chỉ phải trả Real Madrid khoảng 6 triệu euro. Trong những cuộc đàm phán đầu tiên, ban lãnh đạo Real Madrid chỉ muốn đem Kubo cho mượn trong mùa giải 2022-2023. Nhưng Sociedad và cá nhân Kubo lại phản đối ý định này. AFF chưa phúc đáp khiếu nại của Liên đoàn bóng đá Indonesia về vụ lùm xùm ở giải U19 Đông Nam Á. Chúng tôi vẫn đang chờ, nhưng chưa có hồi âm nào từ AFF. Dẫu sao thì tôi cũng đã gửi lá đơn khiếu nại trực tiếp cho chủ tịch AFF. Còn các ban bộ khác của liên đoàn thì tôi không muốn can thiệp. Trích lời chủ tịch PSSI, ông Mohammad Iriawan, phát biểu trên Indosport. PSSI đang mất kiên nhẫn khi chưa nhận được phản hồi từ AFF. Họ đã gửi đơn khiếu nại sau trận hòa giữa U19 Việt Nam và Thái Lan từ vòng bảng hôm 10 tháng 7. Liên đoàn bóng đá Indonesia cho rằng hai đội tuyển này đã dàn xếp kết quả một đều.